Hôm 30 tháng 4, diễn viên Anh Dũng công khai tình cảm với Trương Ngọc Ánh bằng tấm hình cả hai tình tứ rắc tay nhau dạo biển. Diện bộ áo tắm sẽ ngực, khoe trọn đôi chân dài, nữ diễn viên được khen trẻ trung và đẹp đôi bên tình trẻ kém 14 tuổi. Hôm 30 tháng 4, diễn viên Anh Dũng công khai tình cảm với Trương Ngọc Ánh bằng tấm hình cả hai tình tứ rắc tay nhau dạo biển. Diện bộ áo tắm sẽ ngực, khoe trọn đôi chân dài, nữ diễn viên được khen trẻ trung và đẹp đôi bên tình trẻ kém 14 tuổi. Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm, tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng với đôi chân dài. Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm, tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng với đôi chân dài. Trong chuyến nghỉ dưỡng, Trương Ngọc Ánh tự tin diện bikini khoe vòng một đầy đặn và vòng hai nhỏ nhắn. Cô giữ gìn được sự tươi trẻ nhờ chăm chỉ luyện tập. Trong chuyến nghỉ dưỡng Trương Ngọc Ánh tự tin diện bikini khoe vòng một đầy đặn và vòng hai nhỏ nhắn. Cô giữ gìn được sự tươi trẻ nhờ chăm chỉ luyện tập. Sở hữu thân hình săn chắc cùng đường công quyến vũ nên Trương Ngọc Ánh không ngại diện những trang phục cắt ao táo bạo. Sở hữu thân hình săn chắc cùng đường công quyến vũ nên Trương Ngọc Ánh không ngại diện những trang phục cắt ao táo bạo. Phần lớn váy áo của Trương Ngọc Ánh đều sẽ ngực hoặc sẽ đùi. Phần lớn váy áo của Trương Ngọc Ánh đều sẽ ngực hoặc sẽ đùi. Mái tóc nhuộm màu sáng cũng khiến cô trẻ trung hơn so với tuổi 45. Mái tóc nhuộm màu sáng cũng khiến cô trẻ trung hơn so với tuổi 45. Trong nhiều sự kiện, Trương Ngọc Ánh trung thành với phong cách trang điểm cổ điển và mái tóc xoăn bồng bềnh làm nổi bật vẻ sang trọng. Nữ diễn viên không quên khéo léo phô diễn vẻ gợi cảm bởi những chi tiết cắt ao ý nhị. Trong nhiều sự kiện, Trương Ngọc Ánh trung thành với phong cách trang điểm cổ điển và mái tóc xoăn bồng bềnh làm nổi bật vẻ sang trọng nữ diễn viên không quên khéo léo phô diễn vẻ gợi cảm bởi những chi tiết cắt ao ý nhị. Trương Ngọc Ánh lộng lẫy trong bộ đầm sẽ ngực đến vốn khi dự sự kiện. Nữ diễn viên sinh năm 1976 tạo vẻ trẻ trung bằng tóc mái ngang và trang điểm tông cam. Trương Ngọc Ánh lộng lẫy trong bộ đầm sẽ ngực đến vốn khi dự sự kiện. Nữ diễn viên sinh năm 1976 tạo vẻ trẻ trung bằng tóc mái ngang và trang điểm tông cam phong cách đời thường của nữ diễn viên đồng tiền xương máu phóng khoáng hơn với mốt dấu quần hay váy ngắn phong cách đời thường của nữ diễn viên đồng tiền xương máu phóng khoáng hơn với mốt dấu quần hay váy ngắn ở đời thường trương ngọc ánh cũng chuộng phong cách trẻ trung cô sẵn sàng mặc áo thun kết hợp quần sóc đồng điệu với con gái bảo tiên khi đi chơi tối ở đời thường trương ngọc ánh cũng chuộng phong cách trẻ trung Cô sẵn sàng mặc áo thun kết hợp quần short đồng điệu với con gái Bảo Tiên khi đi chơi tối. Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, từng làm người mẫu, MC và thành danh với vai trò diễn viên. Cô được biết đến qua các phim Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Công ty thời trang. Ngoài ra, cô còn là nhà sản xuất của các phim Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Trần Bảo Sơn. Chia tay năm 2014. Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, từng làm người mẫu, MC và thành danh với vai trò diễn viên. Cô được biết đến qua các phim Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Công ty thời trang. Ngoài ra, cô còn là nhà sản xuất của các phim Hương ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Trần Bảo Sơn, chia tay năm 2014. Nguyên Anh